ăn khai trương quán người quen, cô gái bất ngờ nhận hóa đơn khủng. Đến nhà hàng mới của bạn để ăn, ủng hộ nhưng người phụ nữ Trung Quốc lại nhận về sự bực tức khi nhận hóa đơn cắt cổ lên tới hơn 20 triệu đồng. Người phụ nữ họ Chen quyết định đi ăn tối với một nhóm bạn tại nhà hàng mới của bạn mình ở Thâm Quyến, Trung Quốc, SCMP đưa tin hôm 7 tháng 6. Theo thực đơn, giá trung bình cho một người dùng bữa ở đó là 420 nhân dân tệ, 1,3 triệu đồng, mức giá mà Chen thấy có thể chấp nhận được. Khi đến nhà hàng, Chen kinh ngạc khi thấy một bàn ăn đầy đủ gồm 11 món, một chai rượu vang đỏ. Đồ ăn nhẹ và trái cây được bày sẵn trước cho nhóm 6 người của cô. Tôi nghĩ rằng nếu người bạn chủ nhà hàng gọi món thì chúng tôi chỉ cần ăn các món đó là được. Suy cho cùng thì anh ấy biết món nào ngon mà, Chen nói. Tuy nhiên, cô ấy rất sốc khi nhận được hóa đơn đắt đỏ trị giá 7.472 nhân dân tệ, hơn 24 triệu đồng vào cuối bữa ăn. Số tiền này cũng bao gồm phí dịch vụ 700 nhân dân tệ. Khi xem kỹ hóa đơn, Chen nhận ra rằng các món ăn đặt trước bao gồm những món đắt tiền trong thực đơn, chẳng hạn như ốc xà cừ và hải sâm. Có giá lần lượt là 1.760 nhân dân tệ và 2.112 nhân dân tệ. Ngay cả những món ăn thông thường cũng đắt hơn những món ăn trong một nhà hàng bình thường. Món khoai mỡ có giá 98 nhân dân tệ, trong khi món cà tím luộc có giá 128 nhân dân tệ. Chen cũng không hài lòng về cách phục vụ tại nhà hàng bởi nhóm của cô phải tự rót rượu vang đỏ cho mình. Người bạn này thật gian dối. Tôi muốn hỗ trợ công việc kinh doanh của anh ấy, nhưng anh ấy lại chặt chém tôi với giá đắt đỏ, cô nói. Mặc dù cô đã nhận được 3.000 nhân dân tệ, gần 10 triệu đồng, tiền hoàn lại từ người bạn của mình nhưng điều đó không giúp dập tắt sự tức giận của công chúng. Cư dân mạng đổ xô vào chỉ trích chủ nhà hàng và thậm chí còn để lại những bình luận tiêu cực về nhà hàng của anh ấy trên mạng. 6 người phụ nữ đã đặt trước hơn 10 món ăn. Ngay cả khi chúng ta bỏ qua việc anh ta cố tình gọi những món đắt tiền thì bản thân, số lượng món ăn nhiều như vậy đã cho thấy anh ta không phải là người tử tế. Một người dùng mạng bình luận. Một người khác nói, nếu đây là cách anh ấy đối xử với bạn bè, hãy tưởng tượng cách anh ấy đối xử với khách hàng thường ngày ra sao.